Vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi, ơi, hò khoan, hơi hò khoan, tiếng ngát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo bơi, bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui. Rước em về cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây trong ngày vui hôm nay. Xin kính thưa quý ông quý bà, kính thưa các bác các chú các anh các chị, kính thưa các cơ quan các đoàn thể và các bạn bè thân thật xa của đoàn bạn trẻ. Hôm nay đây, ngày 23 tháng 2 năm 2016, là ngày lành thắt tốt được công tơ bà Nguyệt kết tóc xe duyên trăm năm cho đôi bạn trẻ Xuân Thắng và Hà Phương. Được sự nhất trí của hai gia đình, hai họ và chính quyền địa phương, được sự vun đắp của các cơ quan các đoàn thể và các bạn lâu đài hạnh phúc của cuộc đời. Xin thay mặt các ban tổ chức khách sạn Sao Tới Vinh, lời đầu tiên cho phép tôi xin được chuyển đến toàn thể huân trường lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, và thưa quý vị, và trong giờ phút hân hoan này, tôi đã định gọi nhà gái của ông Lê Văn Vinh và bà Lê Thị Phương Lan, vâng, là bố mẹ của con dâu đang hiện diện trên khấu với hai con yêu xấu của mình, và sự hiện diện đại diện của họ nhà trai của ông Đinh Xuân Hùng và bà Bùi Thị Thắm, là bố mẹ của chú rể, cũng đang hiện diện trên khấu với hai con yêu dấu của mình. Một tràng pháo tay thật lớn của mẹ để chúng ta cùng chúc mừng cho hai gia đình. Và đặc biệt hơn nữa trong thời khắc này, xin mời quý vị một lần nữa cùng nhau hướng lên phía trên sân khấu, và tôi xin mời con dâu và chú rể hai em hãy tiến lên một bước và cúi chào ra mắt con đường của quý ông trong ngày vui hôm nay.
Vâng, và tôi xin được trình trọng tuyên bố lễ thành hôn của đôi đứa này cái sắc xin được bắt đầu. Thì nào, có tay bằng tiền quý vị ạ, thật lớn đâu quý vị nào, để chúng ta cùng chúc mừng hạnh phúc 100 năm trong cuộc sống của chúng này. Vâng, thì nào, có tay bằng tiền của quý vị các quý, như một người ánh mắt rất chiều mến quý vị, quý vị chia sẻ chung sống của chúng này trong tháng này. Khi nào chúc gắn thêm chữ thăng hoa hạnh phúc của bà trẻ. Thế giờ chúng ta trong buổi tối dành cảm ơn rất nhiều những tình cảm đó đến từ tất cả quý vị quý quan trong ngày hôm nay. Vâng, và kính quý vị, và giờ phút trọng đại và ý nghĩa nhất của cuộc đời hai bạn trẻ đã đến. Chúng ta một lần nữa cùng nhau hướng lên phía trên khấu, phía trên cầu sông của chú dày, để chúng ta chuẩn bị chứng kiến lễ trao nhận lấy của đôi bạn trẻ. Trao nhận cho nhau chiếc nhẫn là một vật rất thiêng liêng, thể hiện cho lời thề ước nguyện của bạn trẻ trước khi hai bạn bước vào hôn nhân của cuộc đời. Vâng, ngay giờ phút này, ngay giây phút này, hai bạn trẻ Xuân Thắng và Hà Phương đang trao điểm với nhau trước sự chứng giám của toàn thể hội trường. Chúng ta hướng lên phía sân khấu và chúng ta cùng chứng kiến lễ trao nhận cưới của họ, và chúng ta cùng cầu chúc cho họ thực hiện được lời thề thủy chung son sắt, nguyện sống bên em đến trọn đời, sắc em sưởi ấm cả hồn tôi, hương sắc mặt nắng không phai nhạt, nhung gấm vàng son đâu sánh em. Kính thưa quý vị, kể từ giờ phút này, vâng, kể từ giây phút này, một gia đình mới đã ra đời. Đây là niềm hạnh phúc đôi bạn trẻ, niềm vui của hai gia đình, và cũng chính là niềm vui chung của chúng ta đấy ạ. Một tràng pháo tay đồng nhiệt lên nào quý vị nào, thật lớn nào quý vị nào, để chúng ta cùng chúc mừng cho đôi hôn. Vâng, cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, và trong ngày vui trọng đại đến ngày hôm nay của Xuân Thắng và Hà Phương, ban tổ chức sẵn cho đấy với chúng tôi còn món quà hết sức đặc biệt và ý nghĩa để trao vào chung với chúng ta sau buổi tối này. Xin mời cô dâu của chú thầy hai em hãy qua bên tay trái của mình. Hãy qua bên tay trái của mình. Hôm nay hai bạn trẻ này sẽ đưa lên. Hôm nay có kết quả hết sức tuyệt vời của họ. Và một món quà nữa cũng hết sức đặc biệt đến nghĩa đến từ ban tổ chức tôi. Vâng, chúng ta cùng nhau hướng lên phía trên sân khấu một lần nữa, để chúng ta cùng chiêm ngưỡng trải đặc rất đặc biệt tuyệt vời nhất trong thời khắc này của cuộc đời họ. Vâng, xin hai bạn cùng vị trí đứng nói với người bậc làm cha làm mẹ lên sàn giò, chúc mừng hạnh phúc hai con trước khi hai con bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được trân trọng kính mời vị đại diện cho hai gia đình có được lời phát biểu trong ngày vui hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hai họ, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể hội trường, hôm nay nhân dịp đầu xuân năm mới cũng là ngày lành tháng tốt, được sự chấp thuận của hai họ, hai gia đình chúng tôi đã tiến hành tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Thắng và Phương. Sau một thời gian tìm hiểu, nay hai cháu đã lên duyên vợ chồng. Trong giờ phút thiêng liêng trọng đại này, thay mặt hai gia đình, tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quan viên hai họ, bà con anh em nội ngoại, các vị khách quý, bạn bè thân hữu đã không quản ngại khó khăn, bớt chút thời gian, dành thời giờ vàng ngọc để đến cùng chia vui buổi lễ thành hôn của hai con chúng tôi. Một lần nữa, tôi xin kính chúc quan viên hai họ, bà con anh em nội ngoại, các vị khách quý cùng toàn thể bạn bè thân hữu trong hội trường hôm nay lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, năm mới an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếng xuân hộp đến từ đại diện của hai gia đình, như là tri ân đến tất cả quý vị quý của bạn trong ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, một lần nữa chúng ta cùng nhau hướng lên phía trên sân khấu, chúng ta chứng kiến một tình cảm rất đặc biệt, rất ý nghĩa nhưng cũng rất thiêng liêng. À, trước khi xây dựng gia đình mới, hai con có chén rượu hiếu nghĩa tri ân lên bố mẹ của mình. Vâng, kính thưa quý vị, người ta thường nói rằng chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba. Chữ trung phải để cả cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình. Vâng, trong thời khắc đấy ngày hôm nay của hai con yêu dấu dâng lên bố mẹ mình chẳng chịu nghĩa tri ân lên bố mẹ của mình. Vâng, và xin mời hai gia đình ạ, xin mời hai gia đình cùng biển vỡ và một đám bạn thân đồng nghiệp lớn của các quý nào, thật lớn là quý nào, để chúng ta cùng chúc mừng cho luôn và chúc mình tham gia mãi mãi biển vỡ. Và xin mời quý em cùng nhau nâng cốc lên, hãy cùng nhau nâng cốc lên để chúc mừng cho luôn cho ngày hôm nay. Và tôi xin kính mời cô dâu và chú rể và hai gia đình chúng ta hãy xuống với từng bàn và đến với mọi người, tay bắt mặt mừng cảm ơn sự có mặt của trong ngày hôm nay. Xin được chào mừng.
Ngày hôm nay xóm mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nết na, cô bác đều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ đã chính thức được làm xù. 1, 2, 3 vô 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 100%, ta chúc mừng cô dâu mới. Vô 100%, ta chúc mừng chú rể ngoan, cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. 1, 2, 3 vô 2, 1 vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai, cầu cho hai họ sống vui, cháu con đây đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay xóm mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay xóm mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nết na, cô bác đều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ đã chính thức được làm xù. 1, 2, 3 vô vô 100%, ta chúc mừng cô dâu mới. Vô 100%, ta chúc mừng chú rể ngoan, cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. 1, 2, 3 vô 2, 1 vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai, cầu cho hai họ sống cháu con đây đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay xóm mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nhung nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nuôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Mùa đông trời buồn giá, mùa hạ nắng cháy ra, ruộng đồng khô nứt nẻ, mưa đi không tìm về, bao đời dân xứ về một lòng yêu quê. Hãy về đó lưng nắng đang ngày nở, khuôn hoa bên tuy mong rằng ai còn đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đêm nay sóng gió sẽ về.